Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để máy Minh Sơn. Đây là một bộ máy xịt rửa áp lực mà hôm qua chúng tôi đã gióng từ chiếc đầu xịt OK 511 lên. Chiếc motor mà chúng tôi sử dụng tương thích với cả cái đầu xịt này đó chính là chiếc motor Toshiba 3 pha và công suất của nó là 3.7 kW. Nhiều bác hôm qua xem cái video mà chúng tôi quay rất là nhiều cái đầu xịt áp lực 5HP lên, rất tò mò và thích thú và không biết là ráp lên như thế nào. Đơn giản, nó sẽ có hai cách. Một là các bạn có thể lên một cái buli như thế này và kéo sang buli của động cơ thông qua cái dây cura. Hai là các bạn có thể chạy, tức là các bạn đấu trực tiếp động cơ này vào thẳng luôn tay dinh của cái đầu xịt áp lực này thông qua một cái đoạn gọi là cái đoạn khớp ấy, đoạn khớp nối. Ok, và các bạn có thể thấy được đây là cái bộ xịt rửa mà chúng tôi lên sóng. Ok, các bạn thấy không? Rất là ok. Ok, các bạn thấy không? Rất là ok. Nghe nó sai sai nào. Nghe nó sai sai nào. Tôi sử dụng qua một cái cốc lọc. Các bạn không sử dụng cốc lọc cũng được. Các bạn lọc ở đầu kia. Còn đây thì chúng tôi có điều kiện, chúng tôi sử dụng thêm một cái cốc lọc. Cốc lọc này nếu các bạn mua nó rơi đâu đó khoảng tầm 300.000. 2 đến 300.000 cái cốc lọc này. Cốc này là cốc của Arimitsu luôn các bạn nhá. À, xì sò. À, cùng xì lanh. Xì sò. Cái gì xịn. Đùa chứ nhìn cái đầu xịt áp lực Nhật các bạn thấy rất là khát bọt. Nhiều bác cũng thắc mắc là sao cái đầu này 5HP mà sao nó bé thế. Bé nhưng nó có võ các bạn ạ. Không phải là cái gì to là cũng thích đâu. To đôi khi nó không có kỹ năng thì cũng không thích đâu. Bé mà có kỹ năng đôi khi thích hơn đấy. To mà không có kỹ năng thì nó sẽ rất là mất cảm xúc. Các bạn có thể thấy được lát nữa trước đầu xịt OK 511 này sẽ mang lại rất là nhiều cảm xúc cho các bạn. Bé nhưng mà rất là khỏe. Áp lên 123 cơ mà, kinh khủng. Liên thiên linh tinh nữa, đấu điện và chơi thôi. Đấu để xem cái áp lực của cái đầu xịt, nên là chúng tôi thôi không có đấu dây nữa. Phang luôn, bét vào đầu luôn. Lát nữa các bạn xem chạy như phá. Rất là êm nhá. Bully này chúng tôi do nhà nó không có điều kiện nên phải chơi bully tạm bợ như này. Nếu các bạn nhà điều kiện hơn chơi bully đặc nhá. Anh thanh niên nghe vẻ lắp quả đế hơi lòng hoàng. Và xử lý hơi cồng cành. Ok, chơi đi. Chơi. Ui giời ơi. Quê quá. Rồi, nó bắn căng đét luôn. Nò nước rồi, bắn căng đét luôn. Như mưa bão. Ôi như bão vậy. Đến cạnh cái đét nó vẫn bung đét đùa. Khát bọt kìa. Bạn nhớ nghe tiếng như bão luôn. Chạy xa xa để các bác có thể nhìn thấy. Mạnh không? Quá mạnh luôn. Xe ra tí nữa nào. Mạnh không? Đang chạy nó luôn là tầm 10 đấy nha các bạn nhá. Chín thôi, áp lên đến 12 thì đứng hỏi. Căng đét luôn.
Ok, xong rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, áp lực của nó rất là mạnh nhá, quá là mạnh luôn. Đầu 5 HP.